Shop Hàng Nhật Lục Địa xin kính chào các bác. Hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2020. Em lên sóng một chiếc máy rửa bát Nationa NP60SS6. Một con máy ngon bổ rẻ cho các bác dùng trong cái mùa đông năm nay. Cực lành luôn ạ. Con máy này hiện tại như ông bà em đang dùng bao nhiêu năm rồi. Rất ok, khoang máy rộng rãi, giá cả hôm nay em bán rất là vừa phải các bác con máy này. Đấy, em bán 2.9 triệu nhá, một con máy. Hình thức còn khá ok, mọi thứ ngon lành, toàn bộ inox hết, kính cũng trong này. Đấy, bảng điều khiển cũng ok, nói chung là không có gì đáng phải chê con máy này cả, khá đẹp. Đấy, lưng nước thì không có móc méo gì nhiều, em đã nắn hết rồi, đẹp ok hết các bạn. Nội thất thì lại vệ sinh sạch sẽ rồi nhá, nước nóng chưa, nước nóng 80 độ nhá, bỏng tay luôn đấy ạ. Nội thất vệ sinh rất là sạch sẽ các bạn này. Ok chưa? Quá ngon luôn cho một con máy, giá cả bán quá rẻ luôn. Cuối năm còn máy đâu bán thu hồi vốn nốt cho các bác đây. Giá có 2.9 triệu thôi, các bác nào chốt thì các bác liên hệ nhé. Máy rửa hoàn toàn là nước nóng, bảo hành 6 tháng. Các bác nào thích bảo hành 3 năm thêm 500.000 là 3.4 triệu bảo hành 3 năm luôn. Đấy nha, máy quá đẹp luôn này. Có thể phun nước ẩm ẩm luôn nhé. Giá cực rẻ bất ngờ luôn trong mùa hôm năm nay cuối năm. Máy rửa bát Nhật nội địa điện 100V giá 2.9 triệu, chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn, bảo hành 6 tháng. Bảo hành 3 năm thì cộng thêm 500.000 ạ. SS6 3 tay full có khử khuẩn ở tia cực tím thôi nhá. Đây là dòng duy nhất có khử khuẩn tia cực tím. Nó sẽ phóng tia cực tím ở giai đoạn đầu đun nước thì nó qua mất rồi, em sẽ quay. Các bạn nào chốt qua liên hệ nhé. Xin chào các bác.